Thưa quý vị, sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ hình sự một nghi phạm 16 tuổi để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ một thiếu niên 13 tuổi bị đâm chết. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 11 tại đường Yên Thế, quận Cẩm Lệ. Nghi phạm là PVH 16 tuổi trú quận Hoành Sơn, còn thiếu niên bị đâm chết hiện trường là NTD 13 tuổi trú tại quận Liên Chiểu với hai vết thương tại vùng hông và cổ. Theo khai nhận nhóm của Hát mâu thuẫn với nhóm của D nên hai nhóm hẹn nhau đến một quán cà phê trên đường Yên Thế để giải quyết. Tuy nhiên, cả hai nhóm đều chuẩn bị cho vụ hỗn chiến nên mang theo nhiều hung khí như mã tấu, đao kiếm tự chế. Tại quán cà phê, hai bên xông vào chém nhau, truy đuổi nhau. Đê cầm một cây đao đuổi chém Hát, Hát chống trả đánh rơi hung khí của Đê và dùng dao bấm đâm D nhiều phát. Theo cơ quan điều tra, nhát dao trúng vùng cổ khiến D tử vong.